Chân lý sống của cả một đời người nằm gọn trong 30 câu trả lời này. Có phải một người càng trưởng thành càng chín chắn thì sẽ càng khó yêu một ai đó? Không phải càng trưởng thành càng khó yêu một ai đó, mà là càng trưởng thành, càng có thể phân biệt được xem đó có phải là tình yêu thực sự hay không. Tiêu chuẩn kết bạn của bạn là gì? Hoặc là kẻ khôn ngoan khi ra đời, hoặc là kẻ mạnh khi vào đời. Nếu không thì là một người bình thường tràn đầy năng lượng lạc quan tích cực. Đừng để con cái thua ngay ở vạch đích. Câu này có lý không? Tùy vào cách bạn nghĩ, nhưng nói cho bạn biết là cả đời này bạn đều sẽ phải sống trong sự so sánh với người khác thôi. Làm gì để nâng cao chất lượng cuộc sống? Định kỳ vứt đồ. Làm sao để phán đoán xem một người có phải ăn mày thực sự hay không? Bất luận là thật hay không, khi họ xin tiền bạn thì họ chính là một ăn mày rồi. Tình yêu hoàn mỹ trong mắt bạn là gì? Là nó hoàn toàn có thể không hoàn mỹ. Trong tình yêu, khoảnh khắc buông tay là như thế nào? Là ở trạm xe nói lời chia tay, cô ấy lên xe, tôi sẽ không còn giống như trước, nhìn chiếc xe tới khi khuất tầm mắt, nhưng đầu cũng không ngoảnh về hướng về nhà. Kỹ năng nào không mất quá nhiều thời gian học mà vẫn có thể đem lại sự giúp đỡ to lớn cho người khác? Khen ngợi họ. Làm sao để trở thành một người có chính kiến? Bạn có phát hiện ra rằng những người có chính kiến thường là những người mặt dày hay không? Ý là họ không sợ sau khi nói ra suy nghĩ của mình sẽ bị người khác cười chê. Thực ra thì người có tư duy, có quan điểm thì rất nhiều, nhưng người dám nói ra thì lại quá ít. Vì sao bạn lại quyết tâm rời một công ty nào đó? Có một ý kiến cho rằng nếu muốn biết bạn có muốn ở lại một công ty nào đó hay không, cứ nhìn cuộc sống của đồng nghiệp ở đó là biết. Nếu cuộc sống của họ không phải là thứ bạn muốn, vậy thì đi thôi. Làm sao để phân biệt tốt bụng và nhu nhược? Đối mặt với kẻ thù, có năng lực để ăn miếng trả miếng, nhưng lại không muốn làm vậy, đó là lương thiện. Đối mặt với kẻ thù, đủ năng lực để ăn miếng trả miếng, nhưng lại không dám đấu tranh lại, đó là nhu nhược. Nên nhìn nhận những câu nói khích lệ động viên ra sao? Đọc có nhiều tới đâu thì đó cũng là cuộc đời của người khác. Quan điểm sai lầm nhất của bạn là gì? Cho rằng tự do là muốn làm gì thì làm cái đấy. Sau này mới phát hiện ra rằng những người kỷ luật tự giác thì mới có tự do. Khi một người thiếu kỷ luật tự giác, những gì anh ta làm sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng bởi thói quen và cám dỗ, hoặc không thì cũng bị lung lay bởi quan niệm và tư tưởng của người khác. Chân lý sống của cả một đời người nằm gọn trong 30 câu trả lời này, phần 2. Càng nỗ lực càng may mắn có thực sự tồn tại. Thành công cần tới rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như may mắn, tài năng, bối cảnh, quan hệ. Cần cù chăm chỉ thực ra chỉ là một nhân tố vô cùng nhỏ bé góp mặt trên con đường thành công đó. Nhưng nó không có nghĩa là nếu bạn từ bỏ sự chăm chỉ, nỗ lực, bạn sẽ có thể có được những điều kiện khác. Thế giới vốn dĩ không công bằng, nhưng không công bằng không phải là cái cớ để không nỗ lực. Vì sao có những người, việc giúp đỡ người khác chỉ đơn giản như búng tay một cái, nhưng họ vẫn không muốn giúp? Một bộ phận vì không đủ yêu thế giới và con người trong xã hội. Một bộ phận lại vì không đủ tin tưởng vào thế giới và con người sống trong đó. Câu nói hay nhất mà bạn tâm đắc là gì? Sống ở đời, 10 chuyện thì có 8-9 chuyện không như ý. 100 người thì người tri kỷ tâm đầu ý hợp cũng chỉ được 2-3 người. Phương pháp tiết kiệm tiền. Trước khi mua gì, nhớ 6 chữ: bạn thích, bạn cần, bạn hợp. Hành vi gây khó chịu cho người khác mà đến mình cũng không nhận ra. Xem họ là người của mình, cho rằng họ sẽ đồng ý với mọi điều mình thấy. Làm sao để trở nên dịu dàng, rộng lượng hơn? Cứ nghĩ tới việc ai rồi cũng phải rời xa thế gian, sẽ cảm thấy nên đối xử với người mình thích tốt hơn một chút, vậy thôi. Lời khuyên tốt nhất mà bạn từng được nhận là gì? Vĩnh viễn đừng hỏi những câu hỏi mà bạn không muốn biết đáp án. Luôn cho mình là nhất, là trung tâm, chính là cội nguồn của mọi điều không hay. Đừng bao giờ lo lắng quá mức vì những chuyện thậm chí còn chưa xảy ra. Khi bạn nghĩ rằng mọi thứ đã quá muộn, đó thực ra là lúc khởi đầu tốt nhất. Yêu cuộc sống có biểu hiện ra sao? Mỗi ngày đều có động lực mạnh mẽ để thức dậy sớm. Dùng tâm đi ôm lấy mỗi giây mỗi phút, trân trọng mọi người và mọi vật xung quanh mình. Hành vi nào gây lãng phí thời gian? Nghĩ mà không làm, không học, do dự thiếu quyết đoán. Người tốt khi nào thì biến thành người xấu? Khi họ cảm thấy bất công.
Bạn suy nghĩ sao về câu lúc trẻ cần bạn chứ không cần bè? Sự qua lại, kết bạn không có mục đích mới là chân thành và đơn thuần nhất. Vì sao có những phụ nữ luôn nhấn mạnh nam nữ bình đẳng, nhưng trong rất nhiều chuyện lại hưởng đặc quyền của phái yếu như một lẽ đương nhiên? Bởi vì bất kể cá nhân hay đoàn thể nào thì cũng sẽ không bao giờ chủ động từ bỏ quyền có được lợi ích và ưu thế.